Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Đây là hàng về đây các bác. Đây là những cặp loa JBL. Giá rất là tốt cho các bác nha. Đây là về được hai cặp 180A nha, 180A bát vàng luôn nha. Đây, các bác thấy từ ship về là ốp shop kỹ lưỡng hết nha, chứ không phải là ship xe, chứ không phải là ốp giấy không đâu, phải yêu cầu là ốp shop hết nha các bác. Và đây là hai cặp JBL, một cặp 4312A này, một cặp gì 4307 gì các bác. Đấy, người ta bán tới ba mấy triệu nha, em bán cho các bác. Giá rất là tốt nha. Đẹp thiếu shop hết nha. Và đây là hai cặp boss 301 seri 3 nha. Đây. Hàng đó bay về hóa đơn này các bác. Hóa đơn nước ngoài về này. Đấy. Hai cặp seri 3 màu vàng nha. Hàng đó bay về là thùng giấy nha các bác, thùng giấy. Đây là 180A bạch vàng hai cặp nha. Giá là 25 triệu một cặp nha các bác. Đẹp. Hết số luôn nha. Hai cặp 180A này. Còn một cặp nha, một cặp giao cho một bác rồi nha. Còn đây tí nữa em khui. Hai cặp seri 3 màu vàng nhau, cặp hôm qua lên đường rồi nha. Đây, bác nào đang cần thì liên hệ cho em nha. Về hai cặp tiếp theo, hai cặp seri 3 đều đồng giá là 14 triệu 800 nghìn. Màu vàng em có màu đen là 12, còn màu vàng là 14 8. Chuyên khoản đủ thì vẫn bớt 200 nghìn.